Như vậy ở đây yêu cầu là để cho chu kỳ dao động con lắc trong điện trường giảm so với khi không có điện trường. Như vậy là uh, khi có điện trường thì năng lượng giảm uh, là chu kỳ giảm so với không có điện trường. Như vậy nếu như gọi T là chu kỳ khi không có điện trường thì T này bằng 2P L trên G và gọi T phẩy là chu kỳ khi có điện trường như vậy 2 pi l trên g phẩy theo bài ra là t phẩy nhỏ hơn t t phẩy nhỏ hơn t vậy từ đó suy ra g phẩy sẽ lớn hơn g mà g phẩy lớn hơn g thì các em biết là trong trường hợp nếu như mà điện trường mà nằm ngang điện trường nằm ngang như thế này điện trường hướng sang ngang thì g phẩy sẽ thế nào tường hướng nằm ngang thì đây là uh, qe lực này qe đây là p phẩy và đây là p và đây là vuông như vậy điện trường nếu trong trường hợp mà điện trường hướng ngang thì ta sẽ có là um, p phẩy sẽ bằng căn bậc 2 p bình qe tất cả bình vậy từ đó suy ra g phẩy sẽ bằng P phẩy chia cho m tức là căn bậc hai g bình cộng qe trên m tất cả bình mà qe trên m tất cả bình như vậy là cộng thêm cái này thì từ đó chứng tỏ cái này sẽ g phẩy sẽ lớn hơn g như vậy muốn cho g phẩy lớn hơn g thì điện trường nằm ngang bất chấp trong trường hợp thế nào thì Điện trường nằm ngang nhưng với điều kiện này Quy khác không Quy này khác không Thì G phải luôn luôn lớn G Mà G phải luôn lớn G có nghĩa là T phải luôn lớn T Vậy thì trong trường hợp này Ta nên chọn phương án B Và các em kiểm tra các phương án còn lại Sẽ không hợp lý